và các bạn đã biết rằng đội bóng giải đấu là bóng giữa Họ An và đội Miền Trung. An đứng đội Miền Trung mặc quần trắng quần xanh áo trắng ở trên diện khung thành phía trái đội Thọ An trái các bạn. Và đội Miền Trung là quần xanh áo quần trắng áo xanh ở trên khung thành phía phải. Thank you.
Có ăn tấn không? Kịp không? Không còn. Đây là cặp đôi diễn ra trong quân thủ của bảng A. Cùng có bốn đội, đó là Nguyễn Trung, Võ An, Võ Quân và Thơ. Để lên trận thứ nhất, là đội tuyển Nguyễn Trung và đội tuyển Võ Quân. Của hai đội đã hòa nhau và đã có 10 điểm. Và đội tuyển áo trắng là đội tuyển Võ An. Đây là diễn ra trận đầu tiên. Cũng một quả phạt rất lớn của Nguyễn Trung. Chiều cho lên cái đấy chứ. Đá cá biên, rồi.
huyết mạch của những người tiến nhanh. Chúc tươi bên cho anh có vũ này và bên những tương có tương tượng. Và các tương người là có thể được và nhắc qua chiến lược và tiếp tiếp. Thank you.
đi 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 bóng gió qua đầu nhưng mà đây là rất kinh cái đó rất của trọng tài đó là thảo không có gì đâu nữa một thời vệ nào một cái này đi đi vào đâu lại đúng rồi đâu rất biết cái đỉnh hoa rất kinh thế nói chung đó là mày luôn. Quá rất đúng luôn. Chẳng là không sợ thầm. Và chúng tôi có công viên ở khu vực trước sau. Chính vì vậy là có năng lực hết luôn. Và phát bóng này cho tôi là con ra. Bên này là bóng được về các cây đường của Bó A. Rất nhanh. Tiếp tục nhắc một bóng ra đi hết chỉ ra chỉ để thấy là hai đội kia rất trời mời và do những này là chưa có thể làm tận dụng được cũng như vậy là hoàn toàn rất chưa khó và tình huống này ra là tốt hơn. Tôi chưa, tôi quá. Tiếp tục tôi chưa, không qua không thể qua. Và tôi đã vượt qua hai cơ hội đặt. Nhưng rất tiếc là để đốt đặt đoàn là không qua được. Đó là một trận kết thúc lượt điểm. Đó. Đó chưa. Tôi qua hạt đầu. Không qua gì ạ. Quá vắng. 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 Quá
có khoảng là một triệu căn nhà và chín đô rồi chúng ta có chiều hướng tiếp theo đang lên cái trái nhưng mà không được không có gì hay không. Đó là một con. Một con chúng ta là rất nhiều trong các bộ giải đang được cũ. Đây là các cầu thủ. Đối với các cầu thủ rất là đồng lực. Một con rất lượng và tuyệt lượng. Đó là những các cầu thủ. Đó Quen quà nào thì tìm được.
Bye.
này con ma lại không có đó, cái hiện trường trời bây giờ vào nắng thế, trận đấy đá bất ngờ y như hôm đầu tiên. Hôm qua còn mưa, đá nó o nhưng còn mưa nó còn sẩy tim luôn. Không kịp, lúc nãy được cái dọc rồi. Thank you.
Bạn bè thì nó bảo quá nguy hiểm, chúng ta đang ở đó là từ từ bắt đầu. Chúng ta sẽ giải quyết.